Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chiến thức thứ ba ngày hôm nay, episode thứ 15. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ, mỗi thứ ba hàng tuần thì chúng ta vẫn có chương trình chiến thức, chủ yếu là tìm hiểu sâu về những chính sách của Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ làm gì việc như thế nào, quy tắc của quốc hội, bên hành pháp cũng như bên tư pháp của Hoa Kỳ. Đây là một cái chương trình để cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn hoặc là những cái vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới năm 2024. Do đó tôi chọn ngày thứ ba bởi vì ngày thứ ba thường thường là cái ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, từ bầu cử sơ bộ cho tới tổng tuyển cử Hoa Kỳ đều rớt vào ngày thứ ba. Do đó thì à, tôi chọn ngày thứ ba làm chương trình chiến thức để chúng ta có dịp hiểu sâu hơn tất cả cái nền chính trị của Hoa Kỳ nói chung và những diễn biến xảy ra tại Hoa Kỳ. Và quý vị, đó là cái chủ đích của chương trình chiến thức mỗi một à, thứ ba hàng tuần của chúng ta. Và trong chương trình chiến thức thứ ba ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay luôn quý vị thì à, bất ngờ luật sư của hunter biden đã đề nghị là sẵn sàng ra điều trần trước à, các quỹ ban ở trên quốc hội trong cái vấn đề liên hệ của ông ta với những đối tác của nước ngoài trong thời gian mà thân phụ ông ta làm tổng thống kể cả thời gian mà thân phụ ông ta làm tổng thống và luật sư của hunter biden đòi hỏi là cái cuộc điều trần này phải được công khai thay vì là cuộc điều trần kín Điều trận kính tức là chỉ có quỹ ban với lại cái cá nhân của Hunter Biden thôi. Tuy nhiên bây giờ thì à, luật sư của Hunter Biden đòi hỏi là phải có một cái cuộc điều trần công khai, đại khái như vậy. Thì trên nguyên tắc, trước đây mấy tuần để tôi có loan tin cho quý vị là các quỹ ban trên sàn Hạ Viện gồm có quỹ ban tư pháp, quỹ ban giám sát và trách nhiệm cũng như quỹ ban đạo đức và đường hướng của Hạ Viện đã tống trác cho gia đình của Joe Biden cũng như một số những uh, nhân viên của Tòa Bạch Ốc liên quan tới vấn đề của Hunter Biden và cuộc đàn, tiến hành đàn hạch với lại uh, Joe Biden. Thì quý vị, uh, trong cái tác của ủy ban Giám sát đưa ra cho phía của Hunter Biden là ngày 13 tây tháng 12 sẽ là cái cuộc điều trần và họ đã tống trác hầu cho Hunter Biden. Bên cạnh đó thì họ cũng đã tống trác hầu cho chú của Hunter Biden tức là em trai của Joe Biden là James Biden là ngày 6 tây tháng 12 ra điều trần trước ủy ban giám sát và hiện nay thì phía của James Biden thì nói rằng vẫn đang liên lạc với các ủy ban trong quốc hội. Tuy nhiên thì luật sư của Hunter Biden đã tuyên bố là sẵn sàng à, cho Hunter Biden ra điều trần và trả lời tất cả các câu hỏi với điều kiện là đây là cuộc điều trần công khai công khai tức là sẽ mở ra cho một số những người không phải là thành viên quốc hội có mặt trong cuộc điều trần và thứ hai là được trực tiếp truyền hình ở trên à, à, màn hình thì quý vị đây là cái cách mà của Hunter Biden đưa ra. Sở với dĩ họ đưa ra cái đòi hỏi cái điều trần công khai này là có à, vấn đề gọi là interrupt tức là nếu như mà phía Ủy ban Hạ viện đồng ý tổ chức cuộc điều trần công khai thì đảng dân chủ sẽ đưa một số những nhân vật ủng hộ cho Joe Biden vào trong sàn quốc hội để lắng nghe cuộc điều trần và họ sẽ dùng ngôn ngữ hoặc là họ sẽ lên tiếng trong những câu hỏi mà khó họ sẽ interrupt tức là cố tình làm phá hoại cái buổi điều trần này nếu mình cho điều trần công khai còn nếu mà điều trần kín thì chỉ có Hunter Biden và tất cả các thành viên trong ủy ban giám sát thôi và cùng lắm là có thêm luật sư của hunter biden có mặt ở đó nhưng mà luật sư của hunter biden sẽ không được phép đích thân trả lời cho thân chủ mà phải do đích miệng của hunter biden trả lời do đó quý vị luật sư của hunter biden đã gài cái thế này để mà có một số những nhân vật họ nhét vào trong đó nhằm có thể gây interrupt cho cái cuộc thẩm vấn của quỹ ban giám sát hạ viện với những cái câu hỏi mà họ sẽ đặt ra cho hunter biden từ cái hồ sơ trốn thuế cho tới những cái liên hệ của ông ta đối với là những đối tác nước ngoài. Trong đó quý vị có rất nhiều đối tác. Thứ nhất là từ Ukraine, nơi ông ta từng làm chủ tịch, làm thành viên trong hội đồng quản trị của công ty Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Và, thi, và lúc đó lúc đó ông ta được trả lương lên tới 50.000 Mỹ Kim một tháng Thứ hai là việc hợp tác của ông ta với các đối tác của Trung Quốc mở công ty tại Hoa Kỳ. Thứ ba là việc mà một bà và người tình của thị trưởng của thành phố Moscow đã quyên góp ra cả triệu Mỹ Kim cho ông ta xây dựng một cái viện bảo tàng ở Louisiana, ở New Orleans. Và thứ tư là một nhà tài phiệt của Kazakhstan đã tặng cho ông ta một chiếc Porsche Tỷ giá một trăm mấy chục ngàn Mỹ Kim Và thứ năm Là sự đóng góp của một tài phiệt khác Của Armenia Và quý vị tất cả những câu hỏi này Hunter Biden đều phải trả lời Thì quý vị những câu hỏi này Có lẽ là Hunter Biden hơi khó trả lời Đặc biệt là Phía của quỹ ban giám sát sẽ dựa trên Tất cả những cái hồ sơ của FBI Của sở thuế Điều tra Hunter Biden <laughs> Ok, thì có lẽ ở đây tôi sẽ lướt qua những cái câu hỏi mà Hunter Biden sẽ phải đối diện và trả lời với ủy ban giám sát nếu ông ta ra điều trần vào ngày 13 tây tháng 12 sắp tới đây. Thưa quý vị, chúng ta đi theo thứ tự đi để chúng ta hiểu rõ nhất những gì đang xảy ra. Thứ nhất là có một ông luật sư ở Los Angeles. Có một ông luật sư ở Los Angeles đã... Uh, cho Hunter Biden vay 2 triệu Mỹ kim để trả những cái tiền thuế mà ông ta đã thiếu của Sở thuế. Quý vị, việc này xảy ra dưới thời của Joe Biden còn là Phó Tổng thống năm 2015 và 2016. Thì quý vị, ông luật sư này đã cho Hunter Biden vay 2 triệu Mỹ kim. Như vậy thì cái mối quan hệ của Hunter Biden và ông luật sư này như thế nào? Mối quan hệ của họ ra sao? Tới mức mà có thể cho ông Tâm mượn tới 2 triệu Mỹ Kim để trả tiền thuế. Và mối liên hệ này có quan hệ gì với Joe Biden hay không? Có bị ảnh hưởng bởi cái thế phó tổng thống của Joe Biden hay không? Bởi vì Hunter Biden được mô tả là một kẻ nghiện ngập. Đã nghiện ma túy mà quý vị. Và có một cái cuộc sống được xem là phóng túng vô cùng. Kể cả vấn đề tình dục, kể cả vấn đề hút sách. Thì quý vị, với một luật sư được xem là tốt nghiệp và có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ và California. Thì với một luật sư như vậy, lấy cái gì mà ông luật sư kia bảo đảm rằng Hunter Biden sẽ trả lại tiền cho ông ta? Với số tiền 2 triệu Mỹ Kim mà ông ta đã cho Hunter Biden mượn để mà trả nợ sao thuế. Thì quý vị, khi đó họ cũng sẽ mời luôn, sau đó họ cũng sẽ mời luôn ông luật sư này lên. Trong cái trác hầu dành cho ông này là lúc đó ông dựa trên cái gì để mà ông có thể nghĩ rằng là Hunter Biden có thể trả lại số tiền này cho ông? Quý vị, đây là câu hỏi hơi khó cho Hunter Biden và hơi khó cho cái ông luật sư đó. Thì quý vị, câu hỏi này tôi nghĩ rằng chính quý vị cũng đi tìm câu trả lời nếu quý vị cho ai đó mượn 200 đô la thôi. Bất kể người đó là bạn thân, anh chị em trong nhà. Thì quý vị cũng phải có những điều kiện khi nào trả lại Chừng nào trả lại Và có tiền lời hay không nữa Và có văn bản hay không Có điền giấy Đó là 200 đô la thôi quý vị Có thể 200 đô la con số quá nhỏ không cần giấy tờ Nhưng ít nhất quý vị cũng sẽ Hỏi là ê mượn khi nào trả Đúng không quý vị Còn nếu cho là khác Còn cái này là mượn ạ à? Thì quý vị ông luật sư này Và Joe Hunterman sẽ phải trả lời Làm cách nào trả lại số tiền Lên tới 2 triệu Mỹ Kim đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Hunter Biden được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma. Trong khi Hunter Biden lại không có một bất cứ một cái kinh nghiệm nào của ngành năng lượng cả. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ Hunter Biden có được cái uh, kinh nghiệm hoạt động trong ngành năng lượng, chứ đừng nói tới uh, những cái khác đi. Thì như vậy thì Ông ta có thể cho biết lý do tại sao công ty Burisma mướn ông ta với giá 50.000 Mỹ Kim một tháng cho cái vai trò là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty Burisma nếu thân phụ ông ta không phải là phó tổng thống. Thì quý vị, ông ta sẽ trả lời ông ta có bản lãnh gì, có kinh nghiệm gì và đã từng học như thế nào về ngành năng lượng. Và bên cạnh đó thì ông ta học ngành quản trị như thế nào. Đây là những câu hỏi mà phía quỹ ban à, giám sát của Hạ Viện sẽ đặt câu hỏi với Hunter Biden. Và câu hỏi thứ ba, căn cứ trên cái hồ sơ của FBI, tức là cái FD1023. Trong đó thì cái người đưa tin của FBI, cái người, người informer đó, là cái người bán tin cho FBI đó, đã có cuộc phỏng vấn với lại ông chủ công ty Burisma trong tổng cộng 17 đoạn audio thì trong đó có 15 đoạn audio là có trực tiếp với Hunter Biden, hai đoạn audio còn lại là với ông Joe Biden. Bây giờ mình bỏ qua cái phần của Joe Biden đi, mình chỉ nói cái phần của ông Hunter Biden thôi. Thì 15 đoạn audio này trong đó có những cái ngôn ngữ mà có vẻ như là Hunter Biden đã dùng cái thế của cha mình. Dùng cái thế của dòng họ Biden để làm cái collectoro tức là một cái thế chấp để cho công ty Burisma có thể mướn ông ta và trong đó thì công ty Burisma cũng có những cái ngôn ngữ không đẹp lắm dành cho Joe Biden, dành cho Hunter Biden. Và khi mà nói rằng là trong đó có phần trả lời. Khi mà cái người informer của FBI hỏi ông chủ của công ty Burisma là có phải là cái số tiền trả cho Hunter Biden là 50.000 Mỹ kim một tháng liên quan tới cái chính sách của chính quyền Obama với Ukraine hay không? Thì ông chủ của công ty Burisma trả lời nói không. Hunter Biden được 5 triệu Mỹ Kim, and Biden được 5 triệu Mỹ Kim. Tức là ông ta đã chi ra 10 triệu Mỹ Kim. Và Hunter Biden có nhận 5 triệu Mỹ Kim này từ công ty Burisma hay không? Quý vị, câu hỏi này sẽ là câu hỏi mà chính Hunter Biden phải đích thân trả lời là anh ta có nhận cái số tiền 5 triệu Mỹ Kim đó không? Ngoại trừ cái tiền lương 50 ngàn Mỹ Kim một tháng ra thì còn một cái câu trả lời đó tại vì đây là cái tập tài liệu tập audio mà cái người informer này đã phỏng vấn với lại ông chủ công ty Burisma ông ta đã khai ra với người informer là Hunter Biden được 5 triệu the Biden được 5 triệu nữa chúng ta chưa nói Another Biden là ai Chúng ta chỉ nói tới Hunter Biden nhận 5 triệu này thôi. Thì quý vị, đây sẽ là những câu hỏi mà phía của Quỹ ban Tư pháp tại Hạ Viện đặt câu hỏi với Hunter Biden. Liên quan tới công ty Burisma. Rồi chưa hết quý vị, quý vị còn nhớ cái bữa tiệc ở quán cà phê tại nước Pháp. Trong đó có mặt cả Joe Biden. Và những người dự bữa ăn tối đó là có những đối tác của Hunter Biden và có cái lời khai của Devon Asher. Devon Asher là đối tác làm ăn chung với Hunter Biden. Thì bây giờ chính Devon Asher khai ra cái bữa tiệc đó. Và trong bữa tiệc đó đã được lưu trữ tại cục lưu trữ quốc gia luôn, tức là bữa tiệc đó không chối được. Trong đó thì có sự hiện diện của cả Joe Biden. Chính vì có sự hiện diện của Joe Biden mới có cái tài liệu đó nằm trong cục lưu trữ quốc gia. Và trong buổi tiệc đó có ai? Ông chủ của một công ty ở Kazakhstan được xem là một tài phiệt của Kazakhstan có bà và uh, người tình của thị trưởng thành phố Moscow và có một tài phiệt của Armenia có tài phiệt của Armenia và có luôn cả một đối tác Trung Quốc thì quý vị bữa tiệc này như thế nào Hunter Biden phải kể ra và tại sao ngay sau bữa tiệc đó vài ngày sau thôi thì cái ông chủ của công ty uh, của một cái uh, À, cái một cái công ty ở tại Kazakhstan, tức là một tài phiệt của Kazakhstan đã tặng cho Hunter bên hơn 160.000 Mỹ kim để mua một chiếc Porsche. Một chiếc xe thể thao nổi tiếng. Thì quý vị, câu trả lời Hunter bên phải trả lời. Số tiền này tại sao ông ta tặng cho ông vậy? Rồi chưa kể là bà và người tình của thị trưởng thành phố Moscow Thời điểm đó đã ký ra 5 triệu Mỹ Kim cho Hunter Biden để mà xây dựng một cái tòa museum, tức là một cái viện bảo tàng, cái project đó tại New Orleans ở Louisiana. Tại sao những nhân vật nổi tiếng về nghệ thuật của Hoa Kỳ không được bà này giao cái ngân sách đó mà lại giao cho Hunter Biden, một người hoàn toàn không có liên can gì tới nghệ thuật cả nhất là quý vị, cái viện bảo tàng ở New Orleans Louisiana, đó là viện bảo tàng của dòng nhạc blue và blue rock của người da đen. Đây là cái viện bảo tàng lưu trữ lại tất cả những cái những cái hình ảnh, những cái tà, sản phẩm âm nhạc của những người nghệ nhân và những nghệ sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ xuất thân từ New Orleans Louisiana thì quý vị, tại sao bà ta không trao cho người khác mà lại trao cho Hunter Biden, một người không có liên hệ gì tới ngành âm nhạc hết. Dự án này giao cho ông ta. Và lúc đó ông ta cũng không phải là một agent của ngành à, giải trí, tức là ông ta cũng không có một cái công ty đại diện nào cho ngành giải trí hết. Ông ta không đại diện cho một nghệ sĩ nào hết. Vậy thì tại sao có số tiền 5 triệu Mỹ kim đưa cho ông ta để mà thành lập một cái viện bảo tàng dành cho những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng đến từ Louisiana, từ New Orleans. Quý vị, những câu hỏi này ông ta phải trả lời. Ông ta có bản lãnh gì mà bà ta lại đưa tiền. Rồi cái ông uh, tài phiệt của Kazakhstan lại đưa tiền cho ông ta 100, hơn 160 000 uh, ngàn Mỹ Kim để mua một chiếc Porsche. Chưa hết quý vị, những câu hỏi này chưa hết. Rồi sau đó Quý vị, ông ta bắt đầu có liên hệ và liên lạc với lại các đối tác Trung Quốc và mở một số công ty tại Hoa Kỳ. Thì trong tổng cộng 22 cái công ty mà phía Bản đảng Cộng Hòa gọi là công ty vỏ bọc hay là còn là nó gọi là Shell Company đó, tức là công ty trá hình, công ty ma đó. Thì bây giờ ông ta phải, mà hầu hết công ty này là ông ta đứng tên. Chỉ có vài công ty là, à là chú của ông ta là James Biden đứng tên thôi. Còn tất cả những công ty còn lại Tất cả những công ty còn lại Đều là công ty nằm dưới tên của Hunter Biden Ok Vậy thì ông ta cho biết những công ty đó là những công ty gì Sản xuất cái gì Cung cấp dịch vụ gì Như thế nào Với đối tác của Trung Quốc Và quý vị đừng quên Là có hai cái câu chuyện Cái câu chuyện thứ nhất Là ở Trung Quốc Từ ở Trung Quốc trực tiếp chuyển tiền cho, Joe, cho Hunter Biden hơn 200.000 Mỹ Kim. Hơn 200.000 Mỹ Kim. Tới cái địa chỉ của Joe Biden ở tại Delaware. Trong lúc Hunter ben lại sinh sống ở Los Angeles. Thì tại sao phải dùng cái địa chỉ của cha mình? Mà không dùng cái địa chỉ của ông ta trực tiếp ở Los Angeles. Đó là số tiền đầu tiên nha. 200.000 Mỹ Kim. Tại sao phải dùng cái địa chỉ ở Delaware trong khi ông ta sống với người vợ sau này là ở Los Angeles. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái công ty mà ông ta lập ra là Hudson Tree, đó, là công ty đối tác với Trung Quốc. Và sau cái cuốn audio mà ông ta nói rằng, ô, oh, tôi đang nói chuyện với lại quý vị thân phụ tôi ngồi kế bên. Không lẽ cái họ Biden không đáng giá tỷ giá 10 triệu Mỹ Kim sao? Đó là đoạn audio mà FBI và sở thuế có được Nằm trong cái hồ sơ FD1023 Và sau đó vài ngày Thì cái công ty ở Trung Quốc Đã chuyển tổng cộng 5 triệu Mỹ Kim Vào trong cái công ty Hudson Tree Của Hunter Biden Để đầu tư Vậy thì công ty này đầu tư về cái gì? Và sau đó vài ngày Hunter Biden Chuyển 400.000 Mỹ Kim từ ở trong cái uh, chương mục đó qua công ty của ông chú mình là ông James Biden. Chuyển chuyển số tiền là 400.000 Mỹ Kim đó từ cái chương mục của Houston, Houston uh, 3 qua cái công ty uh, Lion của ông James Biden 400.000 Mỹ Kim. Số tiền đó chuyển với mục đích gì và như thế nào? Rồi quý vị biết câu chuyện sau đó là chính James Biden tự ký 150.000 Mỹ Kim vào chương mục cá nhân của mình. Rồi sau đó hai vợ chồng ông ta đã ký một cái check 40.000 Mỹ Kim cho Joe Biden với cái tự đề ở dưới nốt là loan repayment. Thì quý vị, số tiền 5 triệu Mỹ Kim mà công ty Trung Quốc đầu tư vào trong cái công ty của Hunter Biden là đầu tư về cái gì? đầu tư về cái gì, về dịch vụ gì hay là về sản xuất gì? Hunter Biden phải trả lời tất cả những công ty mà ông ta lập ra với mục đích gì? Đương nhiên mục đích là kiếm tiền, nhưng mà những công ty đó cung cấp dịch vụ gì hay là sản xuất cái gì, ông ta phải trả lời trực tiếp với lại quỹ ban giám sát của hạ viện. Quý vị, đây chính là cái những cái câu hỏi xung quanh cái việc mà nhận tiền của Hunter Biden. Chưa hết Còn một điều quan trọng nhất Một điều quan trọng nhất Mà quỹ ban Hạ viện sẽ không bỏ câu hỏi này Lúc ông làm việc Với công ty Burisma Tại sao thời điểm đó Ông không ghi danh với đạo luật Farah Và sau này khi mà hợp tác Làm ăn với công ty của Trung Quốc Ông đã không báo cho Bộ Tư pháp biết Là theo cái quy tắc của đà căn cứ của đạo luật Farah là ông đang làm việc với một đối tác nước ngoài. Tại vì đây là luật. Quý vị, đạo luật Phara là đạo luật buộc những người nào ở Mỹ này mà làm việc cho một công ty nước ngoài hay làm việc cho một chính phủ nước ngoài thì phải báo cho Bộ Tư pháp biết, báo cho Bộ Tài chánh biết, báo cho phía của Bộ Mậu Dịch biết là họ có hợp tác làm ăn với nước ngoài. Cái này không có gì hết. Cái này là luật yêu cầu họ phải báo thôi thì Hunter Biden lại không báo không có điền đơn không có điền đơn với bộ tư pháp là à tôi có làm việc với công ty Burisma một công ty nước ngoài thì quý vị tại sao không ghi danh với đạo luật fara có nghĩa là ông ta đã vi phạm đạo luật fara che giấu việc hợp tác với nước ngoài thì quý vị đây là những câu hỏi mà Quỹ ban giám sát của Hạ viện Sẽ đặt câu hỏi với lại Hunter Biden Và chưa kể Chưa hết nữa quý vị Còn nữa còn, còn rất nhiều những câu hỏi Mà tôi nghĩ rằng Hunter Biden sẽ phải đối diện Còn rất nhiều câu hỏi Ví dụ như là tại sao ông ta ông không khai thuế của cái lợi tức của năm 2017 và 2018 tổng cộng một triệu rưỡi mỹ kim nếu mà cái tiền thuế thiếu lên tới một triệu rưỡi Mỹ Kim Có nghĩa cái lợi tức của ông ta gấp 3 lần Nếu mà tôi tính theo bình thường đó Một phần 3 thuế Có nghĩa là 4 triệu rưỡi tới 5 triệu Lợi tức của Hunter Biden Trong năm 27 và 28 Là lợi tức của Hunter Biden phải lên tới 5 triệu Mỹ Kim Thì cái tiền thuế mới là một triệu rưỡi Sở thuế đòi Ông ta thiếu tiền thuế Và không đóng thuế rồi câu hỏi kế tiếp câu hỏi kế tiếp đó là những cái câu hỏi mà ông ta phải trả lời là lợi tức đó từ đâu ra lợi tức đó ông lấy cái nguồn thu từ đâu ra mà để rồi bây giờ sở thuế bắt ông phải đóng thêm một triệu rưỡi thì quý vị hunter biden phải trả lời lợi tức nguồn đó kiếm từ đâu ra ai trả cho ông ta ông ta kiếm lợi từ chỗ nào rồi câu hỏi kế tiếp câu hỏi kế tiếp mà Hunter Biden phải trả lời. Quý vị, đó là cái câu hỏi liên quan tới cái vụ bán tranh. Ok, ông không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Ông chỉ vẽ theo kiểu amateur thôi. Tức là rảnh thì ngồi hí viết vẽ vài bức tranh thôi. Không phải là họa sĩ chuyên nghiệp. Tại sao cái phòng tranh ở New York có thể bán một bức tranh của ông từ 75.000 tới 500.000 Mỹ Kim? trong lúc thân phụ ông là tổng thống lúc đó là Joe Biden đang là tổng thống Hoa Kỳ nha quý vị vậy thì đối tác mua tranh đó là những ai ok ông nói ok ông không biết gì hết cái đó là cái người phòng tranh họ bán thôi Vậy thì ông chủ phòng tranh đó phải trả lời Lấy cái gì thẩm định Tranh của Hunter Biden từ 75 000 là giá tối thiểu 500 000 là giá tối đa Và bán sạch hết mấy bức tranh của Hunter Biden bán sạch hết. Thì quý vị lợi tức đó như thế nào ra sao và tại sao Hunter Biden có thể bán được bức tranh này và Hunter Biden có thể nói cho Ủy ban Giám sát của Hạ viện biết là trong làng họa sĩ đẳng cấp ông ta mới tới mức độ nào mà tranh ông ta bán tới mức đó? Trong khi những họa sĩ chuyên nghiệp ở đường phố ở New York bán bức tranh trong mấy hai trăm đô la là muốn học máu rồi. Và câu hỏi kế tiếp cũng khá quan trọng lắm quý vị Bắt đầu từ lúc nào ông chơi ma túy Bắt đầu từ lúc nào ông đã lậm vào ma túy Ông có đi chai nghiện hay không Và cái gói ma túy nằm trong tòa bạch óc có liên hệ gì tới ông hay không Có can dự gì tới ông hay không Và tại sao ông biết rằng ông đã bị nghiện ma túy mà ông vẫn khai mang để mua được súng. Quý vị, đây là những câu hỏi mà Quỹ ban Tư pháp Hà viện sẽ sẽ đặt câu hỏi với Hunter Biden. Tại sao ông nghiện ma túy, ông phải đi cai nghiện ma túy? Theo luật thì những kẻ nghiện ma túy không được quyền sở hữu sở hữu súng mà. Tại sao ông lại khai mang ở trên cái lá đơn rồi trong FBI có ai giúp cho ông để qua được không mà ông mua được cái súng đó? Bây giờ Hunter Biden đang bị truy tố ba tội liên quan tới sở hữu súng mà quý vị. Còn cái tội trốn thế thì chưa. Bộ Tư pháp và công tố viên David West đang thiết lập hồ sơ chưa có khởi kiện. Mới khởi kiện ba tội liên quan tới súng thôi. Ok. Vậy thì ông ta trả lời. Thân phụ ông là tổng thống, là phó tổng thống là người thúc đẩy việc giới hạn quyền sở hữu súng đạn. Bây giờ ông là người đi mua súng một cách bất hợp pháp. Thì quý vị, Hunter Biden phải trả lời những câu hỏi này. Đây là những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng quỹ ban tư pháp của Hà Việt sẽ đặt vấn đề với lại Hunter Biden. Họ sẽ đặt vấn đề và họ sẽ đặt câu hỏi với Hunter Biden liên quan tới những vấn đề này. Quý vị thấy từ năm 2015 cho tới bây giờ là 2023, 8 năm. Trong 8 năm qua, tất cả những cái tai tiếng này, tất cả những cái giao dịch của ông ta, tất cả những cái hành động trốn thuế, mua súng bất hợp pháp, nghiện ma túy vân vân sẽ được đặt ra trong cái, cái phần gọi là thẩm vấn của quỹ ban giám sát của Hạ viện. Chưa đâu. Quỹ ban giám sát tống trác, quỹ ban tư pháp cũng tống trác. Tại quỹ ban giám sát tìm hiểu về cái hồ sơ trốn thuế nhưng mà quỹ ban tư pháp thì tìm hiểu về cái mối quan hệ của ông ta với lại thân phụ. Và sử dụng cái vị thế phó tổng thống và tổng thống như thế nào. Rồi tới quỹ ban đạo đức và đường hướng của Hạ viện nữa. Ba quỹ ban điều tra, ba quỹ ban đều tổng trác hết. Và cái ngày đầu tiên ra, 13 tây tháng 12, thì chúng ta phải chờ xem coi cuối cùng Hunter Biden có ra hay không. Và nếu ra, thì Hạ Viện sẽ tập trung những câu hỏi như thế nào trên những vấn đề mà tôi vừa trình bày cho quý vị liên quan tới cái vụ án của Hunter Biden. Ok quý vị, còn có nhiều phim hay ở phía trước và còn có nhiều những cái độc đáo ở phía trước mà chúng ta đang chờ xem sự xuất hiện của Hunter Biden trên các quỹ ban tại quốc hội. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Hy vọng rằng bài nói chuyện này để cho chúng ta thấy rõ được cái lộ trình làm việc của các quỹ ban ở trên Hạ viện như thế nào và phản ứng của Hunter Biden cũng như gia đình của Joe Biden ra sao khi mà họ bắt đầu bị giám sát trở lại. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình chiến thất thứ ba này. Mong rằng nó sẽ đem tới nhiều thông tin cho quý vị và để cho quý vị thấy được cái cách làm việc của quốc hội như thế nào. Và chúng ta sẽ minh bạch cái chính phủ ra sao. Cảm ơn tất cả mọi người và Phong sẽ gặp lại tất cả khán giả trong chương trình kỳ tới của chương trình Chiến thức thứ ba. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.